Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa Takis số 3900g trên 2 tuổi, giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé, đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Aptakit 3 Growing Up Formula là sản phẩm sữa bột mới của Danone, tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu châu Âu. Được nhập khẩu chính hãng từ New Zealand. Sản phẩm với công thức SYNBIOTIC độc quyền kết hợp Probiotic B. Grip M16V và Prebiotic Sergos, First 9, 1, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch của trẻ từ sớm. Hướng dẫn sử dụng, bước 1 rửa tay sạch trước khi chuẩn bị pha, bước 2 tiệt trùng tất cả các dụng cụ như cốc, bình hoặc muỗng bằng cách đun sôi trong nước khoảng 10 phút. Bước 3, đổ đúng lượng nước đun sôi như trên bảng pha hướng dẫn vào cốc bình đã được làm sạch và tiệt trùng. Cẩn thận để tránh bỏng nước sôi, bước 4, làm mát nước này đến nhiệt độ pha phù hợp khoảng 40 độ C bằng cách giữ bình dưới vòi nước lạnh hoặc đặt trong một tô chứa bên trong cốc bình. Hãy đảm bảo rằng mức nước làm mát nằm dưới nắp cốc bình, bước 5, thêm bột vào bình với lượng tương ứng theo khuyến nghị tại bảng hướng dẫn. Hướng dẫn bảo quản: sản phẩm được pha ở nhiệt độ 40 độ C, sữa đã pha không cho bé dùng sau 2 giờ. Bảo quản sữa nơi khô ráo, thoáng mát, hạn sử dụng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi, quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.